Vào phòng thi đừng căng thẳng, cứ thoải mái làm bài con nhé. Bố nhờ quan hệ hết rồi, ô dù mình lớn nhưng mà mấy chuyện thi cử cũng phải tham gia cho có hình thức. Wow. Vâng con nhớ rồi, sắp điểm danh nên con không nhắn nữa nha. À mà bố nhờ ai thế ạ? Quan Âm Bồ Tát. What? Ở một diễn biến khác. Mẹ ơi tuần sau con được nghỉ, con dẫn người yêu về nhà chơi nhé. Lại thằng Khánh thì tao cấm đấy. Sao mẹ khó tính thế, anh ấy rất tốt với con, công việc ổn định, nhà cũng khá giả. Anh ý có làm gì sai đâu mà mẹ cứ cấm đoán bọn con thế. Mẹ xin mày đấy Long. Không sao, thắp hương rồi, cứ yên tâm mà làm. Các cụ bảo đáp án nào nhìn quen quen thì cứ thế mà khoanh. Cùng lắm thì tạch năm sau thi lại. Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Có lần tao bị giao thông bắt chung với thằng bạn, nó nói nó quen biết ông giao thông. Tao hỏi quen như nào, nó nói từng bị ông bắt rồi, quan hệ rộng thật. Cư dân mạng quay xe khi biết nhan sắc thật của cô giáo livestream một buổi bằng 10 năm đi dạy. Nani? Quan trọng là người ta đẹp như tranh thế kia, các cô an tâm công tác dùm. Chân thành xin lỗi đồng bào cả nước cùng các kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, tôi đã nhầm tin em. Mấy ông đâu nét kiểu. Thằng nào hôm trước bảo yêu vì giọng hát, bước ra nghe nó hát tiếp đi chứ. Không biết mấy ông cúng tiền cho cô này sau khi biết sự thật sẽ có biểu cảm như thế nào. Mấy thằng hay donate khi thấy mặt mộc. Hả? Này thì em xinh quá, em dễ thương quá này. Quá xuất sắc, Nguyễn Thị Oanh giành được tấm huy chương vàng nội dung 10.000 mét nữ. Ê, tức là chị ấy chạy 100 km á, bằng chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng đó. What the hell? Ở một diễn biến khác, lên đỉnh cảm giác thế nào nhỉ? Mà nghe danh điểm G đã lâu mà chưa biết nó ở đâu luôn á. Là trọng tâm của tam giác bạn ơi, chắc cô giáo dạy toán thất vọng về bạn lắm. Bảo sao Nguyễn Thị Oanh bắt xe khách tuyến Hà Nội đến Hải Phòng, chả nhà xe nào chịu chở. Chị này lên giày cuồng nộ chắc luôn. Quá chuẩn luôn. Đối thủ của Lan chạy 200 km/h đến trường đây gọi. Cha mẹ còng lưng cho ăn học, con ở nhà tính 10.000 mét bằng 100 km. Đang học cô giáo dạy toán bỏ về lấy chồng chắc luôn. Chắc đang học cô giáo toán thì nghỉ đẻ. Triệu hồi giáo viên dạy toán tiểu học và giáo viên dạy lý trung học cơ sở của bạn này. Có phải hôm dạy bài đơn vị đo độ dài, các thầy cô bị ốm đúng không? Tác hại của việc học hành chảy mảng. Cho mày chạy trước 39 mét. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Khỏi cần cảm ơn. 10.000 mét bằng bao nhiêu km? 10 km. Khán giả bắt giường ra nằm ngủ đợi vòng cuối rồi dậy xem vậy. Làm tao nhớ đến một câu tao đọc ở đâu đó na ná là: với cái não của mày mà sống trong tiểu thuyết thì sống không quá được 2 dòng đâu. Sáng nay mới bị hỏi, tao còn ngây thơ đáp chạy 100 cây à, tưởng mình ngố một mình thì ra cũng có người ngố chung, may quá. À thế à? Từ lúc Ngân cầm chiếc biển này, cả phố đi bộ ai cũng khỏe hẳn ra. Trông Ngân rất yêu nhưng mà nà yêu tinh. Xin mọi
mọi người đừng chia sẻ video này nữa. Con tôi khóc từ tối qua đến giờ chưa nín luôn. Một đứa con gái mạnh mẽ vẫn sống tốt với những thị phi, những lời chê bai nặng nề, thậm chí chửi rủa. Dù gì em ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Mọi người có thể chê không ôm cô ấy, nhưng mà nếu tôi ở đó tôi cũng đéo ôm. Ôi, mình cũng muốn lắm, tiếc thay đang ở Nhật nên nhường anh em trước. Nhường anh em, mình bận ôm chó rồi. Tôi và các đạo hữu suýt chút nữa đã rút bùa và pháp khí ra vì tưởng yêu nghiệt phương nào. Anh Việt, hôm nay là ngày gì mà người ta bán hoa đầy đường vậy nhỉ? Mai mùng 1 âm lịch, họ bán hoa về thắp hương chứ gì nữa. Thắp hương sao lại là hoa hồng? Chết trẻ thì cúng hoa hồng còn gì nữa. Năm nào chả có mấy vong bị đánh chết vì đòi quà 20 tháng 10. Hả? Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, anh chúc em bành bạnh như mặt trăng, dữ dội như siêu bão. What the hell? Anh đang chúc đều em đấy à? Tròn như mặt trăng là anh chê em béo, dữ dội như bão nghĩa là anh mắng em gây hại đúng không? Người yêu cũ bảo sẽ tặng quà cho vợ vào ngày phụ nữ Việt Nam chồng ạ. Thế thì còn gì bằng, nhận ngay không thôi nó buồn. Chồng không ghen thật á? Không, nó tặng thì chồng khỏi cần tặng mà, nhớ nhắc nó năm sau cứ y vậy mà làm nhá. Sặc, vợ chỉ trêu thôi, chồng đừng tưởng thật mà quên tặng quà cho vợ. Hôm qua ai chê em ấy, hôm nay đã hối hận chưa, chỉ mới 21 tuổi, Ngân Baby giờ đây đã có trong tay mọi thứ, danh tiếng, tiền bạc, nhan sắc và đông đảo fan hâm mộ khắp mọi miền cả nước. Mới đây, Ngân Baby còn tậu luôn cả xế hộp, cư dân mạng đồn đại mức thu nhập của em gái này đã lên tới 100 triệu một tháng nhờ tận dụng nhan sắc và tài năng của mình. Đúng nghĩa xe chui ra từ háng. What? Để em giúp banh ra tí nữa cho đỉnh ạ. Ui, sợ quá phải ban nó thôi. Nhờ có Ngân Baby mà nhiều chị em hai ba con cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn. Oh my god. Xin lỗi, nhưng tôi cũng mới thoát hộ nghèo, xưa đi học cũng không có phiếu bé ngoan, nhà cũng không phải thương binh liệt sĩ. Anh em nào đủ điều kiện tới luôn đê, tôi chịu. Nói không phải khen chứ tao lấy ảnh này cho con tao coi, nó sợ quá ăn hết bát cơm rồi. Các anh đã hối hận chưa? Thơm mỗi anh một cái. Like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.